Giờ Long Thăng Sài Gòn xin kính chào tất cả các bà con ở trong nước cũng như ngoài nước. Lời đầu tiên cho phép tôi đến tất cả quý vị lời chúc sức khỏe và gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Thưa các bà con, thì hôm nay tôi cũng quay lại chia sẻ cái câu chuyện của Tuấn Sà La cùng cái như là những cái nhân vật liên quan. Bà con vào xem chương trình, vui lòng cho Lang Thang Sài Gòn xin một like, và bà con nào chưa đăng ký kênh vui lòng đăng ký và nhấn chuông để nhận những cuộc trò chuyện mới nhất từ kênh Lang Thang Sài Gòn. Xin chân thành cảm ơn tất cả các bà con rất nhiều. Kính thưa quý vị, thì những ngày vừa qua thì cái sự việc của Tuấn Sà Lan thì chúng ta thấy rằng từ lúc mà cái biên bản gọi là thông báo kết luận giám định tung ra đời, quan điểm của tất cả các bà con như thế nào thì tôi không biết. Nhưng mà như tôi nghĩ trong cái biên bản này mang chắc rằng là cái như là cũng là một trong những cái chiêu mà Tuấn dùng ra để mà ném đá vào đường. Tuấn tung biên bản ấy lên và Tuấn cái như cái tự cho mình là một người đắc thắng trong cái chuyện này, và ngay cả dì Mười cũng đã hô hào Tuấn là người vô tội. Nhưng tôi cũng đã từng chia sẻ rằng cái chuyện Tuấn có tội hay vô tội thì cái vấn đề ở đây thì chỉ có cơ quan chức năng là người ta là một trong những cái cơ quan đủ thẩm quyền để kết luận cho cái chuyện này. Còn chúng ta không có cái quyền, không có cái quyền đó. Nhưng chúng ta được quyền bình luận. Và vì sao khi mà tung ra cái biên bản như thế và Tuấn lại hô hào có những đoàn đoàn như tất chạy theo quay, thì cái vấn đề đây là mang chắc là Tuấn muốn là thăm dò cái nguồn dư luận như thế nào, thông tin vấn đề như vậy thì dư luận có đặt những dấu hỏi gì hay không. Đó. Và kể như là từ lúc mà cái thông tin nó đưa ra thì không thể xoa dịu được dư luận, cho nên đây là một trong những cái bước đi ban đầu liên quan đến pháp lý là Tuấn đang sai lầm. Đó. Càng đi ra vấn đề đó thì đây cũng là một trong những cái cớ mà để cho gia đình của chị Hà cũng có những cái cơ sở ban đầu để củng cố về cái hành trình pháp lý của mình. Và những ngày vừa qua bà con cũng đã thấy Tuấn thì không xuất hiện. Và bây giờ cái sự im lặng của gia đình chị Hà, đây là một trong những cái chúng ta phải là, nói thật sự ra chúng ta cũng phải là suy nghĩ vì sao mà gia đình chị Hà im lặng cho tới thời điểm bây giờ chưa có động thái gì. Nhưng trong cái im lặng này là một trong những cái mà Tuấn phải rút. Bà con nhớ ngày xưa mà chúng ta chiến thắng tất cả quân thù, những ông bà tổ tiên của ta ngày xưa cũng chơi cái chiêu bài là thực hiện cái chiến lược là vườn không nhà trống, đúng không? Đấy. Chỉ vô đấy mà vô cái khu vực đó mà cái như là không thấy nhà nào mở cửa, cứ im ỉm khóa như thế, điều hưu như thế thì kẻ thù mới sợ, nó mới khiếp sợ. Đấy, và thua là thua chỗ đấy, tất cả các nguồn viện trợ là cắt đi. Đấy, là nó sẽ kể như thất bại. Và bây giờ chúng ta thấy là cái vấn đề chỗ gia đình của chị Hà đấy, cũng im lặng như vậy. Im lặng như đó là một trong những cái điều rất đáng sợ. Đấy, mà nói thật sự ra nguyên cả những người liên quan trong cái sự việc của Tuấn trong những ngày vừa qua thì cũng đang phải là dùng mình đấy. Cái điều chúng ta thấy những cái nó nghịch lý quá rõ ràng đấy. Một người mà nói thật sự lúc vợ còn sống mà 200.000 trong túi, chỉ có 200.000 trong túi mà tiền đấy cũng phải là xin vợ mới có được, xin 1 triệu trả nợ cỡ như là 800, còn cỡ như là 200.000 mà đùng một cái vợ chết là anh có tiền tỷ trong tay. Thế cái số tiền đó từ đâu mà ra? Có những cái nguồn thông tin mà mình cũng đã trích lập rất nhiều đã chưa đúng thời điểm phải đưa lên, nhưng có cái vấn đề chúng ta nhớ rất rõ. Có một cái chị ở Vĩnh Long cũng đã từng rồi mua xà lan của Tuấn, và Tuấn cũng đã từng liên lạc với chị này để mà bán cái xà lan đi. Nhưng chị Hà sợ khi mà bán ra thì cái xà lan này là cái như là bán ra là đủ để trả nợ, không còn cái phương tiện để mưu sinh, cho chăm lo cho cuộc sống của hai đứa nhỏ. Cho chị Hà có điện qua cho chị này, nói là Tuấn thì nói vậy cho chị đừng có mua vì đây là cái phương tiện mưu sinh của em. Và cái clip này Tuấn đã đăng lên cộng đồng. Nhưng hôm nay tôi cũng lùng lùng lại những cái vấn đề của câu nói của Tuấn ngày xưa, những câu nói cũ của Tuấn đó, mình bây giờ mới so sánh lại. Có nghĩa rằng có những cái mà mình thấy nó rất rất trùng hợp. Tuấn là muốn bán nhưng chị Hà lại không muốn bán. Chị ở Vĩnh Long cũng đã khẳng định điều đó.
và tôi cân đo đong đếm và tôi xem lại những cái thức phim cũ của Tuấn cũng là thể hiện được điều đó. Tuấn nói là cái xà lan đây là xà lan là tự vợ chồng đóng, cho nên là vợ gần như là không thể bán xà lan này vì cái chất lượng của nó quá ok. Chứ cũng vì vấn đề mà tiếc rẻ, vấn đề đây là cái như là Tuấn nói là chị Hà tiếc rẻ, chị Hà không bán, nhưng thực sự ra đây á, chị Hà cũng sợ một cái là bán ra rồi Tuấn sẽ lấy tiền đó để đi trả nợ, để đi chơi bời, rồi còn cái phương tiện mưu sinh cuối cùng của chị Hà thì để nuôi cho hai đứa con thì không có. Nhưng chiều nay cũng có một số nguồn thông tin cũng đã chia sẻ là chị Hà cũng đã ra ngân hàng, đã rút một số tiền rất lớn, và trong cái dự định của chị Hà cũng muốn rằng sau chuyến đi đó chị Hà về sẽ bán xà lan và sẽ kể như là lên bờ và không làm nữa, và cái sự việc nó xảy ra chuyện như vậy. Thì đó là một trong những cái thông tin mà chúng ta cả như nghe được trên cộng đồng mạng của một số kênh anh em. Còn cái chuyện mà thực sự thế nào thì đó là cũng là một trong những nguồn thông tin mang tính chất là tham khảo. Và cũng có một số khán giả gọi điện về cho Lang Thang Sài Gòn cũng đưa rất nhiều nguồn thông tin liên quan với là một cái câu chuyện mà lúc 12 giờ đêm có một anh ghê nọ, anh thấy là có hai người chèo một hai người đang vớt một chiếc xuồng, và anh giao cho người con của anh xuống kiểm tra thực hư như thế nào để mà hỗ trợ cứu giúp. Thì khi mà người con xuống bơi tới tận nơi thì thấy là người, hai người đàn ông đang vớt một chiếc xuồng ngay chỗ cái vị trí mà cái phao ngày xưa cái xà lan cũng đang đậu đó. Thì đó là cũng là một cái nguồn thông tin mà chúng ta kể như là nghe được. Và tôi khuyên vị này dĩ nhiên cái nguồn thông tin đó là vị này điện qua tôi cung cấp, nhưng tôi không đưa lên cộng đồng mạng vì tôi chưa xác minh. Nhưng tôi có khuyên cái vị khán giả mà điện qua cho tôi thì cũng nên sớm mà tìm gặp gia đình chị Hà để mà dẫn gia đình chị Hà đến cơ quan chức năng để mà trình báo thông tin này, vì thông tin này nó rất quan trọng. Mà những thông tin quan trọng thế này thì mình không thể phát ngôn cộng đồng một cách là chưa có một cái sự kiểm chứng. Thì cho nên là cái vị khán giả mà điện qua Lang Thang Sài Gòn lúc chiều để mà chia sẻ thông tin liên quan đến 5-7 người gì đó, thì cái đó, vấn đề đó thì nếu như thông tin đó là một nguồn thông tin rất đáng tin cậy thì cứ đến cơ quan chức năng nơi gần nhất, chúng ta có thể là báo bất kỳ cái thời điểm nào, không cần phải về cái địa phương của chị Hà, mà có thể là thông qua cái cơ quan chức năng mà gần nơi của mình cái như đang cư trú để tới đó để báo, và mình cái như làm một cái tờ trình nó rõ ràng. Thì cơ quan chức năng tại địa phương mà chú đang cư trú đó sẽ chuyển tiếp cái tờ trình đó về đến những nơi cần đến. Thì tôi nghĩ đó là một trong những cái mà hướng đi thứ nhất là nó vừa bảo toàn cái tính bảo mật, thứ hai nữa là nó đảm bảo về cái tính chất mà cái mức độ trung thực của một cái nguồn thông tin. Tuy nhiên từ trước giờ tôi vẫn là bám vào những cái câu nói của những nhân vật trong câu chuyện này. Đây là một trong những gọi là một trong những nhân vật, một trong những nhân chứng sống mà họ là người trong cuộc. Thì đó là một trong những cái để mình bám vào. Chứ còn bây giờ nói thật sự quý bà con, cái nguồn thông tin mà đưa lên mạng, nguồn thông tin đưa lên mạng thì nó cũng là có những cái thì đúng, có những cái thì cái như chúng ta cũng chưa xác thực. Thực sự rất nguy hiểm trong thời điểm này. Cho nên bà con hết sức thận trọng khi mà chia sẻ một nguồn thông tin thì cũng nên là có một cái sự xác minh rõ ràng. Vì nếu mà mình chia sẻ một nguồn thông tin nó không rõ ràng thì đây là gây một cái sự hoang mang cho một số bà con rất lớn. Chúng ta được quyền bình luận chứ chúng ta không thể mà cung cấp một thông tin nó sai cái sự thật. Bình luận trên tất cả những ngôn từ của những người trong cuộc tôi nghĩ là hoàn toàn hợp lý, hoàn toàn là coi như là không có vấn đề gì mà chúng ta phải suy nghĩ. Chứ còn cung cấp một nguồn thông tin mà chưa có một cái kiểm chứng rõ ràng, đây là một trong những cái thì chúng ta cũng phải nên xem lại trong cái quá trình mà cung cấp nguồn thông tin cho bất kỳ kênh nào, thì bà con cũng hết sức thông cảm. Còn khuyên lại cái vị mà lúc chiều điện qua cho Lang Thang Sài Gòn đó, đến cơ quan chức năng công an gần nhất nơi mình đang cư trú làm một cái tờ trình tin để mà gửi cho cơ quan chức năng để người ta chuyển về địa phương của chị Hà. Đây là một trong những cái mà cái hướng đi pháp lý nó an toàn cho chú và đảm bảo về cái tính trung thực của một cái trình báo. Đây là một trong những cái mà tôi nghĩ rất phù hợp. Và bây giờ thì tôi quay lại cái câu chuyện của Tuấn. Thì như bà con cũng đã biết, những ngày vừa qua thì từ lúc cái biên bản mà kết luận cái giám định thì đã đưa lên cộng đồng mạng, thì cộng đồng mạng vô cùng phẫn nộ. Có rất nhiều cái điểm mà cộng đồng mạng phẫn nộ.
Nhưng chúng ta hãy nên nhớ rằng đây chẳng qua là một cái kết quả thông báo nguyên nhân cái chết của chị Hằng. Chúng ta bây giờ đó, riêng đó đừng có quan tâm tới nữa, mà chúng ta quan tâm đến những cái ngôn từ của Tuấn đó. Những ngôn từ của Tuấn, những ngôn từ của là những người thân của Tuấn. Giống như chị Mười nói một câu, nếu như Tuấn có làm vấn đề này thì tôi và bà Năm sẽ vô đó theo với Tuấn luôn. Chứ làm thì ngồi ở đây mà phỏng vấn. Thì tôi mới đặt ra một câu hỏi là tại sao Tuấn làm, Tuấn chịu, tại sao có liên quan đến chị Năm chị Mười, đúng không? Chị Năm chị Mười với cái vai trò như thế nào mà phải là sách ba ly theo Tuấn trong cái thời điểm như bây giờ. Đó, cái nhất, cái thứ hai nữa, gì chị Mười cũng là nói một câu là cái như là tôi với chị Năm không nhúng tay vô, thông báo cho cộng đồng mạng trong nước ngoài nước biết là giữa tôi với bà Năm là không nhúng tay vô. Thế thì quan điểm của chị Mười, nhúng tay là nhúng tay vấn đề chi, nhúng tay như thế nào đó. Và qua những lời của Tuấn nói thì chúng ta được quyền đặt câu hỏi hay không, những cái khác thường được quyền đặt câu hỏi hay không? Có nghĩa là cộng đồng mạng đặt câu hỏi, cái cộng đồng mạng không có một cái kết luận gì cả, chưa kết luận và cũng không đủ thẩm quyền để kết luận. Cho nên cái vấn đề gì Mười cầm đèn chạy trước ô tô mà chạy quá xa, chạy nguyên cả cây số, đây là một trong những cái thì chúng ta phải đáng suy nghĩ từ những ngôn từ của dì Mười. Và cũng giống như là dì Năm, lúc mà đám ma của chị Hà thì dì Năm cũng là nhảy vô để mà chia sẻ những cái nguồn thông tin, mà quan niệm của dì Năm những nguồn thông tin đó là những nguồn thông tin có lợi cho Tuấn. Nhưng thực sự ra đã xét về một cái tính chất, xét về những cái tình tiết như thế thì những thông tin này là nó gây bất lợi cho Tuấn hoàn toàn, chứ không có một cái gì mà có lợi cả. Có nghĩa là người ta đang muốn là che giấu một cái gì đó thì người ta sẵn sàng, người ta kể như là đưa ra những cái thông tin mà vô hình chung những thông tin đó là nó có, sẽ có cái tác dụng và tác dụng ngược. Cho nên cái vấn đề riêng chỗ dì Năm là nó thật sự là tôi rất cảm ơn dì Năm vì có những cái câu từ của dì Năm kết hợp với những câu từ của Tuấn và dì Mười và những người liên quan thì mình mới có những cái gọi là phân tích mổ xẻ cho cái câu chuyện nó đi theo một cái chiều hướng gọi là nó sát thực nhất trong những cái vấn đề mà liên quan trong cái sự vụ này. Và bà con cũng nên nhớ rằng Tuấn cũng đã từng tuyên bố rằng số tiền của Tuấn hiện có là 10 tỷ. Đó. Và tôi cũng đang phân vân trong suốt thời gian vừa qua, không biết số tiền đó Tuấn có từ đâu. Số tiền đó Tuấn có từ là vấn đề tích góp lại của tài sản hai vợ chồng hay sao? Hay là Tuấn trúng số, hay là Tuấn nhặt được một cái của rơi của ai đó? Đó. Mà Tuấn lại khẳng định rằng bây giờ tài sản của Tuấn là có hơn 10 tỷ. Đó. Thậm chí ngoài số tiền đó, Tuấn còn có tiền vàng. Và cũng chính từ những câu từ của Tuấn như thế thì tôi mới hình dung ra những cái câu từ của dì Năm. Dì Năm cũng nói rằng bây giờ vàng bạc tất cả mọi cái giấy tờ con nắm hết thì con kể như là dùng vàng bạc đeo lên. Đấy là dì Năm dành cho kể như chị Hà lời khuyên. Đó. Và xem Tuấn như một người chồng hơ. Chứ từ cũng chính từ vấn đề đó thì tôi mới hỏi rằng sau khi chị Hà chết, thế cái số tài sản mà chị Hà có được theo lời của dì Năm nói thì bây giờ nó ở đâu? Tuấn có kể như là có tiếp quản hay không? Đó. Và ngày xưa chị Hà còn sống, chị Hà có kể cho dì Năm nghe hay không? Dì Năm kể như là có chỉ chỗ mà để cho Tuấn tiếp quản lại cái số tài sản đó hay không? Đó. Thì cái vấn đề đây thì tôi nghĩ là dì Năm cũng nên mà chia sẻ một cách gọi là nó rõ ràng. Có nghĩa là những cái mà dì Năm chia sẻ thì chúng ta cũng phải là đáng suy nghĩ. Đó. Tự nhiên một con người như Tuấn phải giật giấy tờ vợ đi cầm để có tiền cung phụng cho vợ bé. Thì đùng ở đâu ra mà anh có số tiền 10 tỷ sau khi vợ anh chết được đôi ba ngày. Và có những vấn đề là cái như là anh cũng không có thể hiện một cái sự vui mừng sau khi tìm thấy vợ anh. Mà anh có những ngôn từ mà nó vô cùng phản cảm. Ai ai nhìn cũng là thấy một cái sự bất bình trong cái vấn đề này. Đấy, và cái chị mà cũng đã từng kể như là chia sẻ, mà tôi cũng đã có chia sẻ trong một cái số clip, chị cũng nói là mày tác động kể như là mạnh bạo, mày vũ phu quá. Mà có nghĩa là trong quá trình chị này đi dùng cùng với Tuấn nhá, thì chị này cũng là chia sẻ những cái ngôn từ như vậy mà trước mặt Tuấn luôn. Thì tôi mới hỏi rằng ủa tại sao mà những vấn đề như thế cũng đã khẳng định vấn đề là Tuấn cũng có tác động vật lý, cũng có vũ phu, mà tại sao cái vấn đề mà đến bây giờ vẫn còn một số người vẫn còn nhảy vô binh vực Tuấn, bảo rằng là Tuấn là một người chồng có trách nhiệm, một người chồng kể như là thật thà,
Tôi nói thật thà của Túng là nó thật sự chứ không phụ nữ nào mê, trừ khi cái cô Tiểu Tam. Đó. Cái cô Tiểu Tam này cũng có mê cái sự thật thà của Túng hay không? Chứ thật sự ra tôi là nói thật, nếu tôi là phụ nữ, tôi không bao giờ dám mà mê cái sự thật thà của Túng mà chung đụng trên gối. Nói thật, đó. Cái sự thật thà mà vợ mà cá nhân sống không nổi, phải là nhảy sông tự vẫn. Đúng không? Bình thường một con người, một người phụ nữ hạnh phúc, họ vui vẻ, thì không ai mà nhảy sông tự vẫn cả. Chỉ có những người phụ nữ mà họ sống trong một cái hoàn cảnh sống mà nó mang tính chất rằng nó đã là đến một cái giai đoạn gọi là bi đát, thì người ta mới là gieo mình xuống sông. À, thế thì một thằng chồng mà để vợ mình nó tìm đến một cái chết mà trước mắt mình nhìn để mà chứng kiến cái chết của vợ, thì thằng chồng nó tốt hay không? Đạo đức thằng chồng nó có hay không? Đó. Một thằng chồng như thế nó có cái trách nhiệm hay không? Hay là cái như là vấn đề chị Hà chết là nó cũng là đồng với những cái ước nguyện của nó. Trên cái vấn đề tôi phải đặt ra một dấu hỏi như vậy. Vì sao? Vì chính Tuấn là người cũng đã khẳng định rằng là ngồi trên xuồng lễ mà từ 10 đến 15 phút để nhìn kể như là để quan sát xem là chị Hà kể như thế nào thế khác. Và sau khi biết chắc anh rằng chị Hà chết rồi thì Tuấn mới điện cho gì? Điện cho gì nè? Đấy là cuộc gọi đầu tiên, sau đó là điện cho Dượng Mười. Thì chúng ta phải hỏi rằng Tuấn có ý định hay không? Mà lại là ung dung tự tại quan sát vợ mình nhảy sông tự tử. Đấy là cũng là một trong những cái dấu hỏi, cho nên tôi cũng chứng minh cho tất cả các bà con thấy một người như thế thì bảo rằng Tuấn là yêu thương vợ con, có trách nhiệm với gia đình chỗ nào. Đấy là một trong những cái mà tôi cũng nhận được rất nhiều cuộc gọi, thậm chí là những comment, thậm chí là những nửa đêm nhá máy giờ kể như là bắt máy lên cũng chửi đôi ba câu cho nó vui miệng hay sao rồi tắt. Mình cũng cảm thấy rất buồn cười. Một cái vấn đề mà liên quan sự việc của Tuấn và chị Hà có rất nhiều cái chúng ta chưa giải mã được. Mà đến bây giờ là còn nhiều người nhảy vô mang chắc là cổ sĩ A Dua mà chẳng biết là lý do từ đâu. Và bây giờ